Kính bạch thầy, mỗi giờ tu kế tiếp con thấy thân con được an ổn hơn, chân bớt đau, mạch nhảy đều và nhẹ nhàng. Bây giờ cái phần này là hết rồi, phần con là hết rồi, thì cho nên bây giờ cố gắng để rồi thầy sẽ cho mượn vài tập báo đó. Kể nó mấy con không sao đâu, lỡ nó có cắn chút cũng gì. Không có sao con. Nó nếu mà nó cắn mình thì cũng ê thôi, bởi vì mình ăn chay đó, cái trong da thịt mình hiền lắm. Đối với thầy thì con rít nó cắn là cũng như là cái đi đập cái dầm cái cây gì đó thôi, nghe nó ê ê gì cái rồi nó. Thầy nghĩ là mấy con cũng sống như thầy thì chắc nó không đau lắm đâu. Không có gì đâu, đừng sợ đó con. Nhỏ nghe má nói rít cắn là chết. Họ nói rít cắn là phải treo tay treo chân gì chứ, chết thì không chết nhưng mà đau lắm. Nhưng mà sự thật ra từ khi mà thầy về đây cũng có khi nó cắn mà, nhưng mà nó không có đau lớn gì hết. Ê, làm như là cái dứa sóc vậy, không có được. Thành ra bồ cạp mà dưới rít dưới rắn mà cắn thầy thì chẳng có đau đớn gì hết. Coi như là nó thương mình, nó lợi nó hung mình một cái có gì đâu. Không không, thầy không biết không? Nó ôm cái chân mình nó hung á, nó không sợ. Nhưng mà vì cái miệng nó có cái gai nó móc mình cái. Không có sao đâu, thành ra nó thương mình không gì đâu. Nên mấy con đừng có sợ, nó thương mình nó mới bò lại cái chân của mình. Mà thấy mấy con sợ nó rút cái chân lên nó mới còn sợ. Nó không cắn đâu, nó thương mình chứ nó cắn gì. Cho nên trong cái sự tu tập mình đừng có sợ, đừng có khiếp đảm, đừng có sợ. Thầy không có gì đâu con, để cho nó hôn cái nó đi chứ có gì. Kính bạch thầy, buổi khuya bài này của Hương Từ hỏi thầy, lúc nào con cũng đi kinh hành nhưng tâm nay thầy dạy, nhưng hôm nay thầy dạy tu tứ niệm xứ thì con ngồi tu, con thấy nó tỉnh, rất tỉnh táo, không có hôn trầm thì miên vô ký. Đây là lần đầu tiên con tu tứ niệm xứ. Bắt đầu tu con tác ý tâm như cục đất, tâm như cục đất phải ly tham sân si. Tất cả những niệm trong thân thân phải dừng dừng lại, không được khởi. Tâm phải thanh thản an lạc vô sự. Con ngồi kiết già biết hơi thở vô ra, nhưng con không chú ý hơi thở mà chỉ theo dõi bốn chỗ thân thọ tâm pháp. Lúc nào con ngồi tu buổi tối và buổi khuya cũng đều bị mũi cắn, mũi rất nhiều. Nó chờ con ngồi xuống một lát sau thì chúng lại do de đến. Nó cắn nơi mặt, nơi tai, rồi nơi lỗ tai. Nó cắn rất lâu, con cứ tưởng tượng là nó hút máu độc của người khác truyền đến cho con. Nó điên là nó hút máu người ta nó truyền cho con. Nó hút máu là nó sống là nó. Nhưng con vẫn giữ tâm bất động. Rồi con lại nghĩ nó cũng vì sự sống mới đi hút máu mình. Con không biết tác ý sao hết, con chỉ biết tác ý an tịnh thân hành, tôi biết tôi hít vô, an tịnh thân hành, tôi biết tôi thở ra. Khoảng một lúc khá lâu rồi mấy con mũi nó mới bay đi. Khi con thấy không còn chướng ngại nữa thì con xả định niệm hơi thở ra và tu tứ niệm xứ trở lại. Con cũng tác ý lại như ban đầu, từ đó con ngồi tu không bị mũi cắn nữa. Khi con ngồi quan sát bốn chỗ mà con thấy không có chướng ngại gì hết, chỉ thấy có mũi cắn ở thân mà thôi, hay là con tu sai? Kính bạch thầy chỉ dạy cho con, vì con mới tu tứ niệm xứ lần đầu, khuya nay con dậy tu không thấy mũi cắn nữa. Con tu như vậy đúng không con? Không có sai đâu, chỉ có ba con mũi nó phá con thôi, nhưng mà con thương yêu con cho nó chút ít máu thôi. Đừng có nghĩ nó đem máu nó truyền lại cho con. Nếu mà nó hút máu người ta nó đem lại cho con thì dài ba hôm thì con mập đó. Không có thiếu máu. Nó đâu có điên gì mà đem máu người này đem chích lại sang cho người khác. Nó đói nó mới lợi, nó đói lại nó mới cắn con đó. Chứ nó no nó không bao giờ nó lợi nó cắn con đâu. Cho nên con mũi nó đói là nó lại cắn, nhưng mà cái kim của nó không có sắc trùng. Không, thầy nói thật mà. Nó không có biết sắc trùng, cho nên vì vậy mà cái người đó bệnh gì đó không biết, nó đút cái kim vô nó lấy máu, nó thường nó no bụng rồi
Bây giờ nó mang lời nó đói bụng, nó cũng xách cái kim đó, nó lại nó chích con. Thì cái con vi trùng ở trên cái kim đó nó mới truyền ra con bệnh, chứ không phải là nó đem cái máu bệnh của cái người bệnh nó lại con đâu. Con hiểu không? Nhưng mà con làm người tu tứ vô lượng tâm, cho nên vì vậy con rất khởi tâm từ, bởi vì con sẽ học tới từ tâm đó. Thì khi mà nó chích vậy đó thì con nghĩ rằng ôi thôi chút ít máu, mày có chích tao ăn một bữa ăn nó cả chén máu lận, cho mày chích tao cho một chục con, hai chục con cũng không hết máu ra đâu. Thôi cứ xuống nhau lợi chích đi, tao ngồi đây tao sẽ nương vào hơi thở, thì tao không có thấy ngứa đâu mà sợ. Do đó con cứ ôm hơi thở, con cho nó chích bố thí nó đi. Thì một lúc nó thì con nói rõ ràng là lúc nó no rồi nó đi mất hết rồi, con ngồi lại nó không cắn con nữa. Cho nên vì vậy đó, nhiều lần như vậy thì những con muỗi xung quanh con đó, nó sẽ không đến chích con nữa. Nó biết cái người đó tốt quá nên là nó đến, nó bây giờ nó không có xin con nữa đâu. Nó biết rằng nếu mà chích riết cái người này họ hết máu rồi họ tu không kịp, cho nên nó sẽ không chích con nữa đâu. Thầy nói thật sự đó, mấy con biết rằng ở đây chúng ta là những người tốt, cho nên những cái con muỗi mà nó đem vi trùng mà sốt rét á thì ở đây nó không bao giờ có. Con biết tại sao thầy biết ở đây không có, vì ở đây đâu có người nào bệnh sốt rét mà bị muỗi cắn bao giờ, cho nên ở đây không có. Nhưng mà cái vùng nào mà có muỗi sốt rét có mấy con lợi đó, mấy con mà không gian mồm á thì ít hơn, là mấy con run rét đó. Nó mang cái vi trùng sốt rét á thì mấy con sẽ bị sốt đó. Còn ở đây thì không có đâu, mấy con bố thí nó chứ biết không sao đâu, muỗi thì hiền lắm, nó biết tu rồi. Bởi vì nó ở đây là nó phải tu, không nó tu nó không có độc đâu. Cho nên thầy nói con rít, nó ở đây nó cũng biết tu rồi. Nó thương mình, nó lợi nó ôm cái chân mình ôm, mà mình lại sợ. Thì tại mình thấy con rít, bởi vì con rít ở đâu á thì nó cắn với con, chứ con rít ở đây nó không cắn đâu. Nó không cắn đâu, nó ôm không rồi nó đi. Con rắn ở đây cũng vậy, coi thì mình thấy sợ nó vậy, chứ nó thật sự ra nó ở đây, nó ở trong cái từ trường mà tu, cái tu viện của mình rồi, nó hiền lắm đấy con. Nó thương mình lắm, nó biết mình ở đây là người tu, cho nên nó đến nó quấn quýt mình, thấy thí dụ tại sao nó vô thất mình, nó biết là mình người tu, nó muốn cũng tu theo mình đó, nhưng mà nó không nói ra được thôi. Cho nên vì vậy nó quấn quýt, nhưng mà nó thấy mình sợ quá, mình nói mà mình sợ quá thì nó cũng tránh nó đi để cho mình đừng sợ. Cho nên không phải nó đến nó hại mấy con đâu, nó không cắn đâu, mà nó muốn quấn quýt, nó muốn tu. Cho nên vì vậy mấy con dạy nó tu đi, có gì đâu, mày cũng nói nhờ tu tứ niệm xứ, mày cũng có tứ niệm xứ chứ bộ không. Không, mấy con cứ dạy nó đi rồi mấy con sẽ thấy nó tu thôi. Khi mà mấy con ngồi ký già, nó cũng ngồi, nó nằm khoanh, con rắn nó khoanh vòng tròn, nó để cái đầu vậy, nó nhìn tướng nhìn tướng thôi. Không, mấy con để ý coi, mấy con tu rồi mấy con sẽ thấy nó làm theo. Đừng có nghĩ nó con vật, chứ nó giao cảm, nó không nghe tiếng người mình được, nhưng nó giao cảm được cái tâm của mình. Mấy con mình cứ dạy nó đi, con kiến mấy con nó bò qua bò lại, con cứ coi mấy cháu kiến đu xung quanh đây đi, đừng có cắn nhau, cắn là ác đó, làm cho người ta ngứa, người ta đau là ác, đừng cắn nhau. Không có ai giết mấy cháu đâu, mấy cháu cứ ngồi đây đi. Cô sẽ dạy mấy cháu tu tứ niệm xứ nè. Không, dạy nó tu mấy con, nó có tứ niệm xứ chứ bộ không à, cái bộ đâu có nữa. Dạy nó đi mấy con, dạy nó đi, mình làm thầy ai không được. Chớ mình làm thầy kiến được mà. Không, mấy con tập đi rồi sau này mấy con sẽ làm thầy dạy tốt. Mình phải tập dưới loài chúng sanh, thương yêu từng chút, đem thoát Phật dạy, thì cái này là cái tốt. Dạy nó tâm từ, dạy nó tâm từ, thương yêu những người khác, người ta bị cắn, bị mấy con cắn bị ngứa nè, bị đau nè, tội người ta lắm, mấy con đừng có cắn, thà là mình chết chứ mình đừng có làm cho người ta khổ. Mấy con nhớ nha, ở xung quanh đây là mình tu, ở đây mọi người người ta tu, mấy con ở được xung quanh, ở trong cái dòng này là mấy con phước lắm. Còn bao nhiêu những cái ngoài tiếng khác họ không được ở trong cái dòng này, mấy con biết nó biết đâu mà tu. Cho nên ở đây cảm nhận những cái lời mà cô dạy thì mấy con phải tu đi, rồi sau này cô thành Phật, mấy con cũng thành Phật mà. Không thiệt mà mấy con, bởi vì chúng sanh mà, mấy con cứ yên ổn, mấy con cứ vừa tu cho mình mà vừa tu cho chúng sanh. Mấy con thấy trong cái cuộc sống chúng ta hoàn toàn nó có một sự an ổn, chia sẻ nhau từng chút, mình được hạnh phúc thì chúng sanh cũng được hạnh phúc chứ. Rồi mấy con sẽ lần lượt, mấy con sẽ thấy cái sự thương yêu của mình nó gần gũi chúng sanh nhiều lắm. Do từ cái lòng thương yêu đó, cho nên mình đối xử với nhau, mình ở trong một cái lớp học mình rất thương yêu, không ghét một người nào hết. Người nào mình cũng thương hết, mình không có ghét người nào. Thì mong rằng mấy con sẽ thương yêu mọi người ở trong lớp, mọi con vật xung quanh mình ở trong cái tu viện đều là mình thương, mình ban rải cái lòng từ của mình với nhau.
Đó thì con tu như vậy đúng không? Ráng mà bố thí chút ít máu không sao đâu. Nếu có thiếu máu thì đến xin thầy lấy viên thầy chích cho mớ. Bởi vì thầy tự hao cho con, sợ con thiếu máu. Cái thứ hai con muốn nói hồi nãy con rất là cảm động. Tại vì hồi nãy con ngồi con thấy con rít nó bò lên siêu âm. Rồi siêu âm cứ đập bình thường, nó lúc đầu thì con hết hồn mà nó cứ bò vòng vòng cổ siêu âm rồi bò xuống cánh tay, con cứ theo dõi nó. Sao nó bò xuống cái con mới ngồi con cầu nguyện con á. Thôi rít ra đừng cắn siêu âm bò xuống dưới, thì nó bò xuống dưới cái bụng. Con mừng quá, con nói chắc là tại siêu âm có từ trường từ bi cho nên con rít nó đi xuống. Sao em vừa mới nói xong nó bò lên lại chưa? Lên 3-4 vòng vậy đó. Mà nó không cắn siêu âm con thấy hay thiệt á. Nó không cắn là nó bò xuống. Rồi con mới nghĩ, thì nãy con nghe xong giải thích á, con mừng lắm. Thì con nghĩ là ví dụ mình tu mà đúng á là mấy con rít con gì nó, tại con ở trong đó cóc con cũng có con ráng bò vô mà sao nó nhìn con rồi thôi nó bò đi rồi, nó cũng không có làm gì. Thì con thương thầy nói đó là thầy hay biết quá. Thương nó, cái tình thương của mình thì chính mình thương nó cũng thương mình. Yeah. Nó rất là quấn quýt với mình. Nó thương mình cũng như một đứa con thương mình vậy. Yeah. Nó cũng không muốn rời mẹ của nó. À, kính bạch thầy, trong thất con có rất nhiều con vật như chằn hiêu. Chằn hiêu là con nhái ốm ốm đó phải không? Yeah. Con nhái mà nó không ăn gì mà nó ốm quá. Bữa nào mà con cho nó mập rồi con lấy ít cơm cho nó ăn thôi, thêm nó một cái bánh thôi. Nó không nướng rồi con, kệ khuyên nó cứ ráng ăn đi, ốm quá con. Khuyên nó rồi cho tập dần nó ăn được cái nó mập lên. Con rắn rồi con rết hằng lằn nhân dân, có hôm có hai con rết bò vào trong quần con nhưng nó không cắn con. Con ngồi im một hồi lâu, nó tự nhiên bò ra. À, trong thất con có rất nhiều con vật nhưng chưa cắn con bao giờ. Kính bạch thầy, à, đó là những cái mình đừng có sợ nó không? Con không sợ. Thứ nhất, con sợ nó thì con xua đuổi nó thì coi chừng có ngày nó cắn. Còn con không có xua đuổi nó, mà con khi mà nó quấn quýt bên con đó, nhất là cái anh chàng hiểu này nè. À, bu đau bu nhưng đừng có bu bên cổ, lạnh lắm à. Không, nó chụp trên cổ mình lạnh lắm đó con. Mà cứ mình nói bu đau bu nha, đừng có bu trên cổ nha, bu trên cổ lạnh lắm. Nói vậy thôi, vậy chứ mà nó không có tót trên cổ mình đâu. Chứ không khéo nó nhảy nó chụp trên cổ mình đó. Còn rắn này kia đồ đó thì các con thấy nó đó, thì các con kêu nó lại đây đi. Kêu nó để lợi, nó không dám lợi đâu, nhưng mà kêu nó lại. Con nghe con rắn ở đây đó, ở đây chị tu nha, mấy con cũng vô đây tu với chị đi. Bảo nó cũng dạy nó ngồi thiền, dạy nó này kia rồi mấy con. À, dạy nó nằm im lặng, ngồi im lặng đi. Thì các con cũng nhắc nhở nó cách thức bảo tâm, đừng cắn, đừng ai, đừng làm ai đau khổ hết. Mình phải sống thiện, ngăn thiện, à, mình phải sống ác, à, ngăn ác, sống thiện. Chứ đừng có để ác con. Con khuyên nó đi, con sẽ tu tập những cái điều đó tốt lắm rồi con. Bởi vì nó có những con vật xung quanh ở trong thất của mình hướng dẫn cho nó tu mấy con. Nghĩa là ngăn ác, diệt ác, tăng thiện, tăng tưởng thiện. Các pháp ác không nên làm các pháp thiện. Cố gắng hướng dẫn cho chúng đi đúng không? Nó có cái nhân duyên từ đời trước của mình. Các con không có đôi mắt tâm minh, các con không thấy đâu. Không thấy như con vật xung quanh đấy con. Nó là những người thân của đời trước mình. Những người thân của mình, thầy không muốn nói cha mẹ là nhiều đời nhiều kiếp của mình đâu. Không muốn anh chị em của mình đâu. Mà có nó là những cái người mà phải tái sinh đó. Mà cái duyên của nó nhân quả nó còn, cho nên nó mình đến đâu thì nó có những gì ở đó. Cái duyên của nó, mình đến chỗ đó là cái nền móng nhân tảng của quá khứ nó ở đó. Cho nên cái con đến đó mà con gặp những con vật mình không giữ thì hoặc là những con vật hiền lành đều là do cái nền tảng của nhân quả của đời trước của nó thành cái nền. Nó có những người thiện, người ác ở trong đó. Cho nên chúng ta ở gần đó thì chúng ta biết nhân quả đấy nó xây dựng với mình. Tại sao mình ở chỗ kia, mình để chỗ ở chỗ này. Tức là cái nhân quả của mình, cái nền tảng nó phải có một thời gian mình phải ở chỗ này thì đến chỗ kia. Mấy con nhớ có nhiều người nay ở chỗ này mà ở chỗ khác, đó là cái nền tảng của nhân quả nó thúc đẩy mấy con đi cùng tất cả. Cũng như bây giờ Nguyên Thanh mà đi ra Hà Nội đó, thì cũng biết là nó nhân quả có ở Hà Nội mới đi, chứ đâu phải không mà đi. Nhân quả nó chiêu cảm thì tới giờ đó đâu phải đi rồi, không đi được. Để mà gặp tất cả những cái nhân quả của mình, có thương, người ghét nó đủ mặt ở trong này chứ đâu phải không đâu. Cho nên thì ví dụ mình di chuyển chỗ nào là có cái nhân quả chỗ đó hết. Cho nên con cái thất chỗ này con không ở mà sao lại con ở chỗ đưa đẩy vô con ở đó đó. Thì những cái con vật xung quanh con đó là những cái người nhân quả của con đó. Cho nên vì vậy mình đừng có giết nó mấy con. Mình hãy thương yêu nó và mình
đem những cái giáo pháp mình dạy nó, chứ đừng thấy con rắn mình sợ, nó đâu biết chừng ông nội mình chết thỉnh nó rồi sao. Cho nên mình phải thương nó không? Câu hỏi này. Dạ, nếu mà mấy con kiến ở trên cái đường đi, mình phải quét cái đường đi thì mình cũng dạy mấy con kiến đó rồi mình mới quét hả? À, mình quét, mình nhắc nhở nó rồi đó, mình nhắc nhở bảo phải ráng tu ngăn ác diệt ác sinh thiện, phải sống thật thiện nha. Tụi bay mà làm khác cái 10 cái điều thiện đó là 10 cái điều ác sẽ tái sinh luân hồi khổ. Con nhắc nhở lấy điều thiện, con lấy năm giới dạy đó. Con chỉ khuyên nó đi chỗ khác thôi à. Ôi trời đất ơi, vậy là con đuổi nó chứ con đâu có dạy. Không phải, tại con nói chỗ này là đường đi, là ở đây người ta giẫm đạp, mình đi vô cái chỗ mà có gốc cây như cái chỗ mà đừng có ai đi ấy. Con chỉ khuyên nó đi tới chỗ khác, tại vì ngay cái đường ngày nào cũng phải quét hết, chứ không có đường đi ấy. Thì sao chưa? À, bây giờ nó nói, nó con kiến nó nói, tao hôm nay tao ở đây, tụi tao rủ nhau đi làm cái đường này, đi đây, tại sao đường của mày đi mà bây giờ tao đi đây chút nữa tao đi hết thôi chứ, nó đi một chút nó hết chứ đồ nó đi hoài. Nó làm cái đường có cái hang luôn á, cái hang luôn hả? Dạ, nó, à, cái đó là nó làm đường hang luôn đó chứ. Ừ, như vậy nó làm ngày hôm nay con lỡ quét thì ngày mai nó tiếp tục lên lại, nó đắp đường, nó đắp làm con đường nó lại, nó hào rồi thầy, nó thành đường hào rồi. Thành ra nó coi như là con khuyên nó không được đâu, nó nói con đường đó để nó di chuyển qua từ cái chỗ này nó qua bên đó, nó phải làm con đường như vậy để bảo vệ nó đi, nó tức là nó làm cái đường hào nó đi dưới. Yeah. Ở trên này nó lột một mớ đất. Yeah. Ở trên đó để nó chung với nó đi, đó là đường người ta rồi, con cứ phá đường người ta bữa nào cũng quét được. Tụi nó tức lắm đó. Vậy thì sao thưa ông, nếu như mà được đi không phải muốn quét thì để lá luôn hả? À không phải để lá mà con lượm lá, cái chỗ đó tránh đi. Không nổi thưa ông ơi, hết giờ con đâu có gì, bây giờ cái đường nó vậy đó thì tới chỗ đó là con quét bên này, bên này con chừa cái đường đi. Cũng như nhà nước này làm cái đường giàu rồi con cũng lỡ cũng đập phá. Đâu có được. Cho nên vì vậy thôi con chịu khó đi con, bởi vì khi mình ở gần mình nó có cái đường nó như vậy đó, mình chịu khó. Còn nếu mình quét nó làm đường nên ngửa sao đường mình nó bao nhiêu nó cũng mình là cũng cực khổ lắm. Cũng quá thôi, tốt hơn là mình phải tu cái tâm từ của mình đi. Đúng không? Cho nên do như vậy nó thì khi mà gặp những cái đường đi của lại chúng sanh vậy đó, thì mình bảo chúng sanh các con đi thì đi nhưng mà đừng cản ai hết mấy con. Ai cũng đau khổ lắm. Cho nên vì vậy mấy con phải sống thiền, đừng có làm đau khổ. Mình khuyên rồi cho mình đi tránh đi, mình quét. Mai mốt đi mất nó không có ở đó đâu. Con cứ bảo nó làm thiện đi thì nó không có đi ngoài đường của mình. Có vậy khuyên nó đi, mấy con khuyên thì nó cũng giao cảm được rồi, mai mốt nó không có. Yeah. Không khéo nó ở đó nó mình đi qua đi lại nó không khéo nó cắn mình đó. Nó bảo vệ nó cắn chứ không phải là nó đi kiếm mình nó cắn đâu, tại vì mình đi ngang chỗ cái đường đi đó. Nó nghĩ là mình phá đường nó không cho tụi nó đi, nó sẽ chạy lên nó cắn mình. Nhưng mà nó có biết đâu, một khi mà chân mình đạp một cái là chết không biết bao nhiêu con, nó đâu có hiểu. Nó tưởng là nó làm như vậy đó để mà nó cứu tụi nó bảo vệ cái đường của nó. Nó vô minh lắm, cũng như mình bây giờ vậy, nó cũng vô minh. Cho nên khi đó mình thấy tội, mình thương xót nó, mình khuyên nó đừng có làm ác. Dù ai có phá hư hại con đường của con, mấy con, mấy cháu thì mấy cháu đừng có cắn, phải hiền lành chứ. Rồi mấy cháu sẽ được bảo vệ sự sống của mấy cháu. Sau này mấy cháu sẽ sanh được làm người tốt hơn. Nó mình khuyên nó vậy đi. À, vậy chứ nó giao cảm được không? Với cái lòng tốt của mình bao giờ nó cũng sẽ đem đến cái tốt cho lời.